Xin cảm ơn thông điệp của vũ trụ đã gửi vào trong trải bài Họ có sợ mắt bạn không? Đây là một cái trải bài dành cho các bạn chọn tụ bài, và mình sẽ có 3 tụ cho các bạn chọn. Vì thông điệp của trong tụ bài có rất nhiều, mình hy vọng là các bạn tiếp nhận tụ bài một cách rất là tích cực. Trải bài dành cho các bạn đang trong mối quan hệ hoặc là đã kết nối một thời gian, các bạn đang thắc mắc không biết là cái mối quan hệ này họ có sợ mắt mình không. Sau đây mình sẽ chọn tụ ha. Mình sẽ đếm từ 6 tới 1. 6 5 4 3 2 1. Và năng lượng của trải bài ở cái hàng đầu tiên cho 3 tụ bài, đó chính là cái năng lượng của tình huống ở hiện tại đã xảy ra cho mối quan hệ của các bạn là gì. Và đến kế tiếp là cái hàng thứ 2 sẽ là cái hành động cũng như là kết quả của cái mối tình này, họ có sợ mất bạn hay không sẽ được trả lời ở hàng thứ 2. Và mình sẽ có lời khuyên ở cái lá bài chốt của vấn đề, là cái lá bài trên cùng hết. Bởi vì là trải bài chung nên năng lượng chung, do đó các bạn hãy tiếp nhận trải bài một cách tích cực nhất có thể. Đầu tiên mình xin kết nối năng lượng với các bạn chọn tụ 1. Và tại cái thời điểm này, cái hàm ý rằng cái người này đang chạy trốn một điều gì đó, chạy trốn với những cam kết và trách nhiệm với tình cảm của các bạn. Họ thật sự đang rất chần chừ và để cho cái vấn đề trôi đi, bởi vì họ không muốn giải quyết chúng. Đáng lẽ ra họ phải ba mặt một lời, phải đối mặt với những gì cần phải đối mặt. Và chính cái người này đã khiến cho mọi thứ trở nên rất là tồi tệ đối với bản thân của họ và đối với chính bạn nữa. Và họ rất là hững hờ với tình cảm của các bạn dành cho họ. Và bản thân người này cũng để lại ra một sự tổn thương rất là lớn cho chính bạn, bởi vì bạn cảm thấy không được công bằng trong cái mối tình cảm này. Khi mà cái họ lựa chọn sai lầm cũng như quyết định của họ ảnh hưởng tới mối quan hệ của bạn rất là nhiều. Và họ đang đối xử rất là thiếu tôn trọng với các bạn. Và thông điệp của lá bài cũng nhắc nhở là cả bạn và họ nên đặt sự tin tưởng lên hàng đầu trong mối quan hệ của cả hai. Và các bạn nên giao tiếp với nhau thay vì cái việc các bạn công kích cũng như là giày vò lẫn nhau, khiến cho mọi việc càng thêm nghiêm trọng. Và trong tương lai, nếu như hai các bạn đã biết thấu hiểu với nhau, chia sẻ tất cả vấn đề, thì mỗi người đều sẽ có trưởng thành và phát triển trong một cái môi trường văn hóa rất khác. Chúng ta phải học cách sống chung với người khác, thì đây nó sẽ tượng trưng cho cái việc là các bạn sẽ học hỏi, đặc biệt là các bạn sẽ học cách sống chung như thế nào. Và các bạn sẽ chịu một cái ảnh hưởng về sự trách nhiệm và nghĩa vụ khi mà các bạn tiến tới một cái quan hệ với hai người. Và lá bài này là lá bài trung tính. Họ có sợ mất bạn hay không thì đang nằm ở giữa nha các bạn. Nhưng mà nó chú trọng vào cái việc đúng nên làm. Do đó họ đang bị mắc kẹt giữa cái việc là không chắc là cái việc đúng nên làm là cái gì. Nên là cái lời khuyên dành cho các bạn á, là các bạn phải cư xử theo cách mà bạn nghĩ họ sẽ cư xử với bạn trong tình huống đó, để làm cho tình yêu của mình mới mẻ và cũng như thấu hiểu hơn. Bạn không nên làm cái gì lạ lẫm và khác thường, bởi vì cái người này đang phân vân rất là nhiều trong mối quan hệ của cả hai bạn. Mình xin kết nối năng lượng với các bạn chọn tụ 2. Lá bài ba kiếm này nó mô tả một nỗi đau rất đột ngột. Bạn cảm thấy như có một cái đâm vào cái thanh kiếm, đâm vào cái tim của bạn vậy đó. Giống như là bạn mở lòng đi trao tình yêu, nhưng lại yêu nhầm hoa đã có chủ. Và bạn khám phá ra những cái người mà đã yêu bấy lâu nay chính là cái người lừa dối bạn. Bạn bỗng nhiên cảm thấy là mọi chuyện bị đảo ngược, bạn choáng váng, nghi hoặc mọi thứ và chìm trong đau khổ. Và khi trái tim mà tan vỡ như vậy á, bạn sẽ không còn cảm thấy gì ngoài cái nỗi đau của một vết thương ở trong tim hết trơn á. Mình biết là các bạn đang ở trong một cái giai đoạn rất là buồn khổ, bởi vì sự phản bội, bạn bị bỏ rơi, bị từ chối, bạn bị tách biệt với mối tình cảm của hai người. Mọi những cái nỗi đau này á, nó không có được diễn tả bằng lời, bởi vì chúng ập đến mà ngay khi bạn không có ngờ đến. Và lời khuyên của lá bài là hy vọng là các bạn sẽ xem xét tình hình một cách cẩn thận. Hãy nói chuyện với người xung quanh bạn, đừng tự giả thiết bất cứ chuyện gì hết. Hãy lắng nghe tiếng nói từ bên trong của mình, nó sẽ giúp bạn định vị được tất cả các mọi vấn đề. Và cuối cùng là bạn phải nên tin tưởng vào sự tốt lành của cuộc sống này và cố gắng sống dù có gì đi nữa. Nếu mà bạn có trượt ngã và đau khổ thì bạn hãy tha thứ cho mình cũng như tha thứ cho người khác. Bởi vì sự bao dung chính là một tình yêu mạnh nhất có thể chữa lành tất cả trái tim tan vỡ. Và nếu như họ sợ có mắc bạn hay không thì thực sự họ không có sợ mắc bạn, bởi vì những cái xung đột trong mối quan hệ của hai bạn bị cuốn vào những tranh cãi không cần thiết.
chỉ vì một số bất đồng nhỏ thôi mà trở thành một cuộc tranh cãi rất là toàn diện. Khi bạn chờ đợi tin tức từ người này thì hình như nó sẽ bị trì hoãn và mất nhiều thời gian hơn là bạn nghĩ. Và cả hai bạn đang sử dụng tính cách của trẻ con để giải quyết cái vấn đề. Các bạn không có biết làm việc cùng nhau để giải quyết những khắc phục khó khăn và yêu cầu hy vọng cứu vãn cái mối quan hệ của hai bạn. Bản thân của hai bạn đang làm tổn thương rất là nhau, gây ra sự thất vọng và bực bội rất là nhiều. Do hai bạn đang đào sâu vào gốc rễ của vấn đề mà không chịu hợp tác và khắc phục nó. Lời khuyên dành cho các bạn là hãy tận hưởng cuộc sống và độc thân hiện tại bây giờ đi. Hãy tìm hiểu mọi thứ có thể về bản thân của mình trong thời gian này để sẽ giúp cho bạn hiểu hơn về cái mối quan hệ kế tiếp. Và bởi vì hai bạn đang cố gắng quá sức và thúc đẩy mọi thứ quá là nhanh, bạn đang tức giận lẫn nhau rất là nhiều. Hy vọng là các bạn cần nên biết lúc nào cần cương thì cương, lúc nào cần nhu thì nhu. Nhiều cuộc cãi vã thật sự không đáng xảy ra, hãy cho phép đối phương của mình có không gian riêng của người ấy. Xin kết nối năng lượng với các bạn chọn tụ ba. Và năng lượng hiện tại của các bạn giống như chạm xuống đáy vậy đó. Khi mà tai họa liên tiếp xảy ra, điều đầu tiên các bạn cảm thấy rất cục ngã, sau đó các bạn đứng lên và cười vang. Tức là bạn cười tại sao cuộc đời này nó quá tồi tệ và buồn cười đến như vậy. Và các bạn đang kỳ vọng vào một tình thế có thể xây chuyển tốt hơn. Bạn đang có tâm trạng như người bị hại vậy đó. Bạn có cảm giác chắc chắn này cả thế giới đang đối xử với bạn không có công bằng, khiến cho cuộc sống của bạn trở nên rất là khó khăn. Cái việc này giống như các bạn đang chịu tất cả cái nỗi đau và tổn thương, nhưng mà các bạn liền luôn miệng chúc phúc cho cái người yêu của bạn là hãy tận hưởng cuộc sống hạnh phúc của họ đi. Cái việc này giống như là bạn sẵn sàng hy sinh cho một người mà không có thương mình, một người lừa dối và bỏ mình, cho mình rất là nhiều nhát dao vào trái tim. Nhưng qua cái việc này, nếu như bạn thức tỉnh, bạn sẽ hiểu được là cái việc bạn tạo ra một bước ngoặt giúp một ai đó sẽ vẫn đem lại cảm giác thỏa mãn mà không cần thiết phải có mối quan hệ gắn bó là thực sự là không đúng. Và dĩ nhiên là sự bất hạnh của bạn là cái điều đang xảy ra, bi kịch là thật sự. Nó là một cái sự kiện buồn, nhưng mà bạn biết cái sự kiện buồn này đến từ đâu, bạn hiểu rõ những cái vấn đề này. Và từ tận đáy lòng bạn thấy là tất cả không có gì mà vui hết. Tuy nhiên trong những cái phần lớn mà xuất hiện của nó có những cái mặt tươi sáng nhất. Khi đó bạn sẽ hiểu được cái nội tâm bạn muốn gì, và bạn phải quay về với chính bạn và cách xử lý của bạn với nỗi buồn của chính cá nhân mình mới điều quan trọng. Do đó bạn hãy kiểm tra thái độ của mình và yên tâm đi, đã đến cái thời điểm mà cái mọi thứ sẽ thật sự bắt đầu tiến triển tốt hơn cho bạn rất là nhiều. Và lời khuyên là các bạn phải nhận biết dấu hiệu rõ ràng để bạn đặt một cái niềm tin vào cái người bạn có nên yêu hay không là yêu, và để hỏi là họ có nhớ bạn, sợ mất bạn không. Không có sợ mất bạn ơi, hãy luôn ghi nhớ câu này trong đầu ha. Khi mà cánh cửa nó khép lại rồi thì cánh cửa khác sẽ mở ra. Thông điệp của lá bài là muốn bạn tiến lên cái hướng tốt nhất, hãy tin vào chính mình và tin vào vũ trụ. Và lá bài cũng hy vọng là các bạn hãy chấp nhận cái thực tế, chấp nhận cái sự thật phũ phàng này. Bạn không thể hút ép ai đó yêu bạn và đối xử bạn một cách trân trọng được đâu. Đây là một cái điều rất là khó. Và như mình đã nói các bạn rồi đó, chắc chắn là họ không có sợ mất bạn đâu. Bởi vì hai bạn đến từ hai cái thế giới khác nhau rất là nhiều. Một thế giới một bên tối và bên sáng. Cả hai bạn giống là hai cái thế giới hoàn toàn khác. Khi mà các bạn bước vào thế giới của người đó, bạn cảm thấy rất là lạ lẫm, và họ cũng vậy. Một cái gì đó rất là không hợp giữa hai người. Bởi vì trải nghiệm này khiến khắc nghiệt lắm, khiến cho hai bạn trở nên chiến tranh, hoặc là các bạn cãi vã nhau liên tục bởi vì cái suy nghĩ và cái tư tưởng của bạn rất là khác nhau. Mặc dù tình cảm các bạn rất là say mê, hứa hẹn là những cái gì mà bạn có thể ảo mộng để cho hai bạn có thể đến được với nhau, giúp cho các bạn cảm thấy là không có gì sợ hãi khi các bạn yêu nhau hết á. Nhưng mà thực sự vấn đề chính là hai cái thế giới này là thực sự là bóng đêm và ánh sáng, nó hoàn toàn là khác nhau các bạn ơi. Do đó các bạn hãy cẩn thận và đừng để những ý tưởng lừa dối và sai lầm làm bạn chệch hướng. Nếu bạn cảm thấy bạn đi chệch hướng rồi, đi lanh quanh hoài mà không có mục tiêu rõ ràng, thì bạn phải tìm được cái đường về với con đường chính của mình, về cái mục đích rõ ràng của mình tìm kiếm trong tình yêu là gì. Và thông điệp chung dành cho cả ba tụ bài là đây là một cái điều bạn cần phải tập tính nhẫn nại và lòng trắc ẩn. Nổi giận mà khi hoàn cảnh khó khăn xảy đến rất là dễ, nhưng mà giữ bình tĩnh để giải quyết vấn đề đó thì đòi hỏi một sức mạnh thực sự từ bên trong của bạn.
cũng giống như việc chấp nhận và tha thứ vậy đó. Chúng ta cần sức mạnh để lèo lái ra một hoàn cảnh một cách mềm mỏng nhất. Chúng ta kiểm soát bằng năng lực và quyền hạn của chính mình. Hãy nhẹ nhàng và tinh tế hơn. Chúng ta hãy dùng tình yêu thương để đối xử với nhau trong mối quan hệ tình cảm của cả hai. Và dù gì đi nữa thì các bạn cũng không được nản chí và bỏ cuộc, bởi vì bạn có đủ sức mạnh tinh thần ở bên trong để chịu đựng và giành lấy chính tình cảm của mình. Nếu bạn cảm thấy bị hút ép quá dữ dội thì đây là lúc bạn phải biết cách thoát khỏi cái tình huống hiện tại. Đòi hỏi bạn sẽ có tính kiên nhẫn rất là nhiều. Nên nhớ ha, sức mạnh sẽ đến từ sự yêu thương và sự tự chủ bền bỉ của chính mình.